Thưa cô bác, thưa bà con, với hàm lượng protein 68 đến 70%, giun quế được xem là nguồn dinh dưỡng bổ sung quý giá cho các loại gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Vậy, nếu sử dụng cho lợn ăn, thì cách phối trộn giun quế với các thành phần khác trong khẩu phần ăn của lợn như thế nào? Ngay sau đây, chúng tôi xin mời cô bác, mời bà con cùng theo dõi chương trình. Lứa giun quế này, chị Hương đã nuôi được 1 tháng rưỡi. Lúc này chúng đạt kích thước từ 10 đến 15 cm. Và đây cũng là thời điểm người nuôi có thể thu hoạch để sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi hoặc xuất bán. Tại đây, chị Hương sử dụng giun quế để cho lợn ăn. Để cho lợn ăn, trước hết chị Hương sẽ rửa giun quế với nước để loại bỏ lớp sinh khối còn bám trên thân giun. Cái giun này thì tốt nhất là chị chỉ cần dùng tay mình hớt nó lên thôi để mình tách cái lớp sinh khối ra. Cái lớp da nó rất là mỏng, nếu mà để nó mình bóp mạnh quá thì có khi nó nát con giun, mất hết chất. Ngoài giun quế, trong khẩu phần cho lợn, chị Hương sẽ phối trộn cùng với ngô nghiền, cám gạo, bã bia, đỗ tương hay bã đậu, khoáng vi lượng, thảo dược, muối, chế phẩm vi sinh và rỉ mật. Các nguyên liệu này nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng lợn nuôi trong chuồng. Vậy 10 con lợn thì mình cần lượng giun là bao nhiêu hả chị Hương? 10 con lợn thì mình cần, nếu mà mình cho ăn theo bữa thì là một bữa mình sẽ cho ăn khoảng nửa cân giun. Nửa cân giun cho một bữa, 10 con. Khi cho gia súc, gia cầm ăn giun quế, theo kinh nghiệm của chị Hương, người chăn nuôi nên băm giun thành các đoạn có kích thước phù hợp. Còn với lợn, theo chị, bà con không cần phải băm hay xay nhỏ mà cho trực tiếp vào cùng với cám nấu chín lên là được. Các nguyên liệu đổ vào nồi cám không cần theo thứ tự. Khi nuôi lợn với số lượng nhiều, bà con nên dùng máy đảo cám để nguyên liệu được trộn đều với nhau. Đúng rồi, sau đấy là mình sẽ cho nước vào bên trong. Lượng nước mình cho là bao nhiêu đây chị Hương? Mình cho làm sao mà khi như kiểu mình đang nấu một cái nồi cháo loãng ấy. Đấy, sau đấy là mình sẽ sử dụng sục để mình sục vào bên trong. Đây là nhà tôi đang sử dụng cái phương pháp nấu cám mới, đấy là bằng cách là sử dụng nồi hơi. Cái nồi hơi này thì sau khi mà mình bật hệ thống điện lên thì nước ở trong sẽ được đun sôi, và khi cái khí ở bên trong áp suất khí nén và nó sẽ truyền sang cái ống. Đây chính là cái ống này này. Và mình sẽ để vào bên trong cái nồi cám này, và khi cái hơi nó sẽ sục dần và làm cho cái cám nó chín dần lên. Nguyên lý hoạt động của nồi hơi: khi bật công tắc điện, đun sôi nước trong nồi, hơi nước nóng được truyền từ nồi hơi sang nồi cám qua một cây sục. Hơi nước nóng sẽ làm cám chín trong khoảng thời gian là 30 phút. Khi mà chị sử dụng cái men vi sinh thì là mình sẽ phải khi mà để cám nó nguội đi. Còn nếu mà khi chị sử dụng nóng như thế này mà mình đổ cái men vi sinh vào thì có thể làm chết men. Tốt nhất là khi mà mình chuẩn bị cho ăn, mình đổ ra xô thì sau đấy mình bổ sung thêm men vi sinh sau. Số bữa cho lợn ăn trong ngày là 2 bữa sáng và chiều. Trước khi cho lợn ăn, bà con cần phải lưu ý để cám nguội mới bổ sung thêm men vi sinh. Không bổ sung thêm men vi sinh lúc cám đang còn nóng. Nếu như bà con bổ sung lúc còn nóng thì men này sẽ bị diệt và hiệu quả của men sẽ không cao.